And now the national anthem of the Kyrgyz Republic. والآن السلام الوطني لمنتخب جمهورية غرغستان. Bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn ảnh của quý vị và các bạn. Những màn đếm ngược đang trở thành một nét đặc trưng tại vòng chung kết Asian Cup 2019. Và như vậy là trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Kyrgyzstan đã chính thức được bắt đầu. Các cầu thủ cũng như các cổ động viên nghĩ tới lại là công nghệ VAR, công nghệ sẽ được áp dụng. Tuy nhiên ở những vòng đấu sau của Asian Cup năm nay, cú sút rất cặn của cầu thủ mặc áo số 7 bên phía đội tuyển Trung Quốc. Đó là câu trả lời đầu tiên của đội tuyển Trung Quốc. Một tình huống cũng có phần may mắn dành cho Huli ở trong tình huống vừa rồi khi... Yudabao. Vẫn là những tình huống tấn công tương đối khó khăn và vất vả của đội tuyển Trung Quốc. Pha bóng quá đơn giản. Người vừa tung ra cú tạt bóng là Gaolin. Và đó là một pha bóng không thể làm khó thủ thành Pavel. Cơ hội dành cho cầu thủ Kyrgyzstan. Quá đáng tiếc dành cho đội bóng áo trắng. Đó là cơ hội dành cho số 19 lắc Vitai. Một cơ hội có thể nói là không thể tốt hơn dành cho các thủ Kyrgyzstan kể từ đầu trận. Tình huống phối hợp bật nhả rất hay của các thủ áo trắng. Và khi mà Lắc Vitai có cơ hội đối mặt với thủ thành. Một pha tấn công tốt. Cơ hội không vào. Đó là một cú đá rất chất lượng. Người vừa tung ra cú dứt điểm bên phía đội tuyển Trung Quốc đó là Gucci. Pha phối hợp tương đối sáng của cầu thủ áo đỏ. Tình huống trả ngược rất thuận lợi của Guley và Gucci đã tung ra một cú đá khá hiểm hóc. Có được những pha phối hợp rất tốt ở khu vực trung lộ. Những tình huống phối hợp 1-2 đã dễ dàng loại bỏ cao thủ Kyrgyzstan. Chỉ có điều là trong những tình huống cuối cùng thì cao thủ đội tuyển Trung Quốc làm chưa được sự tốt. Những tình huống tổ chức tấn công quen thuộc của các thủ Kyrgyzstan và pha tạt bóng này của Khairat đã khiến cho hàng phòng ngự của các thủ Trung Quốc có phần toát mồ hôi. Nhưng bù lại thì các thủ Kyrgyzstan họ có tốc độ và khả năng xoay sở cá nhân tốt hơn so với các thủ Trung Quốc. Và đặc biệt họ có một tiền vệ trung tâm đó là BHFK, một cầu thủ thường xuyên góp mặt ở trong những tình huống phát động tấn công bên phía Kyrgyzstan. Tình huống trồng biên tốt.
Cơ hội dành cho đội bóng áo trắng. Đánh đầu. Đó là một pha. Đó dường như là một tình huống dứt điểm. Ở trong tình huống vừa rồi thì tôi đã chờ đợi nhiều hơn vào một tình huống bằng bảo để bắt vô lệ của số 11 Sanin Baef Bekan hơn là một tình huống đánh đầu. Đây dường như là tình huống mà Bekan muốn đánh đầu được. Dứt điểm. Như vậy là tỷ số là 1-0 cho các cầu thủ Kyrgyzstan. Pha ra chân của số 23 Iyalov Akhedin. Pha dứt điểm thực sự bất ngờ. Israilov Akhedin, cầu thủ sinh năm 1994 đã là cầu thủ đầu tiên ghi bàn dành cho cầu thủ Kyrgyzstan tại một vòng chung kết của Asian Cup. Cú đá quá tốt của Akhedin. Và bắt vô lề của Akhedin đã khiến cho hàng phòng ngự của đội tuyển Trung Quốc dường như là không thể đưa ra được bất cứ một cái phản xạ nào ở trong họ cũng đã có được bàn thắng đầu tiên. Và quan trọng hơn đó là bàn thắng để giúp cho đội tuyển Kyrgyzstan vượt lên dẫn trước đội tuyển Trung Quốc. Cơ hội công vào. Cơ hội được dành cho Lak Vitali. Và bây giờ thì khi mà các cầu thủ Kyrgyzstan có được bàn thắng dẫn trước thì họ sẽ thi đấu với tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Thành tích thực sự đáng tự hào đối với quốc gia này. Một sự thay đổi để nhằm gia tăng chất tấn công dành cho các cầu thủ Trung Quốc khi mà trong hiệp 1 đội bóng này đã thi đấu tương đối bế tắc và bị đội tuyển Kyrgyzstan tạo ra bất ngờ với tỷ số dẫn trước 1-0 tạm thời nghiêng về đội bóng áo trắng. Ở trong hiệp 2 của trận đấu thì đội tuyển Kyrgyzstan sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn ảnh của quý vị và các bạn. Và như vậy hiệp 2 đã vừa được bắt đầu. Bushi, đường truyền rất hợp lý, rất thoáng. Hơi chần chừ trong tình huống vừa rồi. Người đã phá bóng ra trong tình huống vừa rồi đó là Kuzubev Tamilan. Dứt điểm của cầu thủ mang áo số 7 Huley. Đó có lẽ là cơ hội thuận lợi nhất dành cho Huley kể từ đầu trận đấu đến bây giờ. Nhưng đây là một tình huống dứt điểm không trúng tâm bóng của Huley. Nhưng nó đã mang về quả phạt góc cho các cầu thủ Trung Quốc và người thực hiện là Hao Junmin, cầu thủ vào sân trong hiệp 2. Rất nguy hiểm và như vậy là một sai lầm của thủ thành Pavel. Bên phía Kyrgyzstan đã biếu không cho đội tuyển Trung Quốc một bàn thắng. Thật khó tin với pha xử lý vừa rồi của Pavel. Bóng bổng không phải là một lựa chọn trong những tình huống tấn công. Và vừa rồi thì tình huống bóng bổng đã mang về cho các cầu thủ đội tuyển Trung Quốc một bàn thắng. Khi ở trong một tình huống xử lý bóng bổng như thế này thì thủ thành số 1 Matias Pavel của Kyrgyzstan đã có một tình huống xử lý phải nói là hơi khó hiểu. Hoàn toàn tình huống lùi về bóng lót rất tốt của các cầu thủ Kyrgyzstan. Đó là một tình huống phạm lỗi. Trọng tài đã rút thẻ vàng với cầu thủ mang áo số 18 bên phía cầu thủ Kyrgyzstan. Đó là Gigabek. Thẻ vàng đầu tiên trong lịch sử của đội tuyển Kyrgyzstan tại vòng chung kết Asian Cup.
tiên trong lịch sử của bóng đá Kyrgyzstan tại Asian Cup đã xuất hiện bàn thắng đầu tiên và thẻ vàng đầu tiên. Đây là một tình huống phạm lỗi rất đáng vì Jamia Lukin cũng là cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Kyrgyzstan. Hao Jimin cơ hội có khoảng trống nhưng vừa rồi thì số 15 của đội tuyển Trung Quốc đó là Hu Xi quá chậm trong việc đưa ra quyết định chuyền hay là sút của mình. Rất nhiều lần ở trong trận đấu này chúng ta đã được thấy những tình huống xử lý tương tự, nhưng ngay sau đó thì Hu Xi đã đáp lại bằng một tình huống bằng vào đánh đầu rất căng. Đây là pha tạt bóng rất tốt của Gao Lin, bóng đi có độ cuộn và tìm đến đúng vị trí mà Hu Xi đang băng vào. Liu Yang, đây là Gao Lin, đánh đầu, cơ hội lần này đến với Gu Lei. Và thật đáng tiếc khi một lần nữa cầu thủ Trung Quốc lại không thể tận dụng được những cơ hội thuận lợi như thế này. Pha tạt bóng của Liu Yang là rất ngọt, trái bóng tìm đến đúng vị trí của Gu Lei. Đường chuyền lên của Liu Yang, cơ hội dành cho đội tuyển Trung Quốc. Số được đưa lên 2-1 dành cho đội tuyển Trung Quốc khi mà thời gian của trận đấu chỉ còn khoảng hơn 10 phút nữa. Sự thay đổi của huấn luyện viên Marcelo Lippi đã phát huy tác dụng. Yudaba vào sân và lần này thì anh đã có một tình huống thoát đi đủ nhanh để vượt qua được Matthias Pavel và mang về bàn thắng thứ hai dành cho đội tuyển Trung Quốc. Cầu thủ Kyrgyzstan đã bị thua trong một tình huống mà chính họ vẫn thường gây ra cho đội tuyển Trung Quốc kể từ đầu trận đấu đến giờ. Một pha thoát xuống, thoát đi ngay sau lưng nơi hàng phòng ngự của đội tuyển Kyrgyzstan. Yudabao đã xâm nhập một cách bất ngờ vào khu vực trung lộ. Kyrgyzstan phản công. Không được. Ở trong hiệp 2 thì đúng là cầu thủ của đội tuyển Trung Quốc đã cảnh giác hơn rất nhiều với những tình huống di chuyển ở phía sau lưng của các tiền đạo bên phía Kyrgyzstan. Đề cao những đội bóng là ứng cử viên như Nhật Bản, như Hàn Quốc, Australia. Và chỉ thừa nhận đội bóng của mình, đội tuyển Trung Quốc là một đội bóng có thể nằm trong nhóm những đội tuyển có thể tạo ra ít nhiều sự ngạc nhiên mà thôi. Ông đã thừa nhận đội bóng của mình ở một vị thế thấp hơn rất nhiều so với những ứng cử viên hàng đầu. Và cách tiếp cận trận đấu của tiền tại vòng chung kết Asian Cup năm nay. Tình huống để bóng chạm tay khá vô duyên của Gu Lei, dù thực tế thì anh đã rơi vào thế việt vị trước đó. Như vậy là sẽ có tới 5 phút bù giờ cho hiệp 2. Chặt. Bù giờ cuối cùng của trận đấu rồi. Chiến thắng đầu tiên đã ở rất gần đối với đội tuyển Trung Quốc. Nỗ lực cuối cùng của cầu thủ Kyrgyzstan. Karat. Không thể có pha dứt điểm nguy hiểm dành cho các cầu thủ áo trắng. Tuy nhiên thì họ sẽ được hưởng một tình huống đá phạt góc. Một tình huống đá phạt góc rất có thể sẽ mang tới bước ngoặt. Cơ hội cuối cùng cho Kyrgyzstan. Người thực hiện là Hansen.
nhìn cú đá của Anthem thì lại rất tệ. Và đó cũng là dấu chấm hết dành cho cao thủ Kyrgyzstan. Như vậy là trọng tài chính, ông Mohamed Abdullah Hassan đã nổ hồi còi kết thúc trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và cao thủ Kyrgyzstan. Niềm vui được dành cho huấn luyện viên Marcelo Lippi cùng cao trò trong một trận đấu mà họ thực sự đã vất vả. Tuy nhiên, cuối cùng đã có được chiến thắng. Matthias Pavel, thủ thành số 1 của cao thủ Kyrgyzstan, sẽ là người được nhắc đến rất nhiều sau trận đấu ngày hôm nay với những sai lầm không đáng có của mình. Một trải nghiệm đáng quên của cao thủ Kyrgyzstan và cá nhân Matthias Pavel trong trận đấu đầu tiên của mình tại vòng chung kết Asian Cup 2019. Quý vị và các bạn khán giả truyền hình thân mến, buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Kyrgyzstan trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên của bảng C vòng chung kết Asian Cup 2019 của Đài Truyền hình Việt Nam xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những trận đấu tiếp theo.